Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Với tiêu chí đó, phiên bản mới của Love House đã ra đời với tên gọi Boys Love. Vẫn là câu chuyện đi tìm tình yêu, nhưng là của 8 chàng trai, những người đã dũng cảm bước ra ánh sáng và sống đúng với con người thật của mình. Không phải là những hình ảnh lung linh của những thước phim ngôn tình. Lần đầu tiên, một chương trình đi tìm tình yêu thông qua những gì chân thật nhất, con người nhất. Những mặt tốt và cả mặt xấu của 8 chàng trai sẽ được bộc lộ qua 7 ngày chung sống. Họ sẽ có những phút giây cùng vui, cùng buồn. Và qua khoảng thời gian ý nghĩa đó, liệu họ có tìm được một nửa yêu thương của mình? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau một thời gian chuẩn bị, chiếc xe hồng đã sẵn sàng đi đón các thành viên. Hãy cùng chờ xem những thành viên của Boys Love Series đầu tiên là ai. Và chàng trai đầu tiên đã xuất hiện. Hãy đi tìm một mật thư và các thành viên còn lại của Love House. Chàng trai có vẻ ngoài phong trần này là Võ Hồng Phúc, 33 tuổi, hiện đang là chủ tiệm tạo mẫu tóc. Công việc kinh doanh bận rộn khiến anh ít có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng LGBT. Có lẽ vì vậy mà đến giờ anh vẫn lẻ bóng. Tôi tên Võ Hồng Phúc, sinh năm 1988, hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của tôi là làm makeup hair. Tôi đến đây với mong muốn kiếm một người yêu chân tình, thật tình, biết lắng nghe. Lại một chàng trai khác xuất hiện. Nhưng anh chàng này lại được ban tổ chức hẹn đến một địa điểm khác. Đây là một con người nho nhã, yêu thích văn thơ, tên là Trần Thanh Trọng, 25 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tài chính. Lý do ế là do quá đam mê công việc. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Thanh Trọng. Năm nay mình 27 tuổi. Mình quê ở An Giang. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình hơi khó, mình bắt đầu một cái mối quan hệ tình cảm mới với một ai đó. Cho nên mình nghĩ đây sẽ là một cái, có thể là một cơ hội và cũng có thể là một bước ngoặt đối với chuyện tình duyên của mình. Mình tự mở ra cho nó để mình giải phóng cái suy nghĩ của mình, để mình làm quen những cái mối quan hệ mới. Có thể nó sẽ thú vị hơn, thay vì mình cứ một mình thầm lặng và mình làm việc như là bình thường. Chương trình có 2 điểm hẹn và mỗi một điểm hẹn sẽ có 4 chàng trai. Tại sao lại có sự phân chia này? Về sau chúng ta sẽ rõ. Tới lâu chưa? Mới tới rồi bạn. Mới tới rồi. Okay. Thì các bạn. Mình lấy cái này ha. Ok ok. Lấy đi rồi đặt lên rồi. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House Season Boy Love. Chúc mừng bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Mình mới có 2 người. Mình có 2 người. Mình là Khanh. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài cao to. Đó là Lưu Trọng Khanh, 32 tuổi, đang là quản lý một tiệm hoa. Điểm yếu của anh chàng to con này là dễ xúc động, mau nước mắt. Chào mọi người, mình là Trọng Khanh. Hiện mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là quản lý shop hoa yêu thương. Thì mẫu người yêu của mình là nhỏ con hơn mình, hiểu mình và nói chung là hợp. Nói chung đó với mình là cái quan trọng hợp và hiểu. Một bạn người tới. Hello. Hello anh. Rồi, thành viên thứ ba nha. Hello anh. Bạn tên gì? Em tên Phi. Phi nha. Hài hước và có một chút bất cần, ngang tàn. Đó là Huỳnh Trương Phi, 28 tuổi. Là người mẫu, diễn viên, anh chàng được biết đến nhiều qua các chương trình của cộng đồng LGBT. Hello mọi người, mình là Trương Phi. Mình thì mình quê quán của mình thì ở Châu Đốc, An Giang, nhưng mà mình hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình thì là diễn viên tự do và người mẫu ảnh. Mẫu người lý tưởng của mình thì yêu cầu người đó hiền với dễ thương, đặc biệt là biết quan tâm mình. Tại điểm hẹn thứ hai, có 2 chàng trai đến cùng một lúc. Giống nhau nè. Vậy là chắc cũng tới cùng chỗ rồi. Em cũng nghĩ vậy, em thấy từ xa rồi. Ủa vậy hả? Chào anh. Anh cũng tham gia Love House đúng không? Đúng rồi, mình ngay cầm. Ok. Vậy là cùng một chỗ. Mình ngồi luôn đi. Dạ rồi. Ưu tiên em trước. Ưu tiên em trước. Cái vali này là vali của trai thẳng. Dạ. Vali nè, vali. Anh nói cho thẳng là em đập đầu thì em xin tiền tại chỗ. Anh tới lâu chưa?
Không, anh cũng mới tới thôi. Anh tên gì? Anh tên Trọng. Em tên Hùng. Em là Sơn. Nhớ là Sơn. Anh là cái gì Sơn? Thanh Sơn, núi xanh. Có một phong cách chững chạc và nhu mì. Nguyễn Thanh Sơn, 30 tuổi, nghệ danh là Linh Anh, được nhiều người biết đến là thành viên của đoàn Lô Tô Hương Nam. Vậy tại sao anh chàng lại chưa tìm được một nửa cho mình? Chào tất cả mọi người, mình là Sơn và biệt danh của mình là Linh Anh. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được tham gia chương trình Love House này. Và hiện tại thì mình đang là một biên đạo múa và là một diễn viên và một thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Vừa qua thì mọi người biết là tình hình chung là Covid và tất cả mọi công việc hầu hết nó bị đóng băng. Và nghệ thuật cũng vậy, và gánh hát Lô Tô Hương Nam cũng vậy, và công việc của mình cũng vậy. Cho nên mình rất là nhức đầu cho cái vấn đề về công việc. Thì lo về cái bản thân trước và lo về cái công việc của mình, công việc của cá nhân trước. Cho nên quên bén đi về cái vấn đề tìm kiếm một nửa của mình. Và bây giờ thì được gọi là một phần nào đó ổn định rồi. Thì nhìn lại thì ôi tuổi cũng cao rồi, cũng phải tìm một nửa đi thôi. Mẹ thì cũng rú rít là mày thôi tìm bồ đi, chứ long ngong mà không nên. Thì bây giờ mình cũng mong là từ đó và quyết định tham gia thử Love House xem mình có duyên để tìm một nửa không. Anh là cái gì? Thanh Trọng. Ôi Thanh chơi với Thanh Trọng. Em Mạnh Hùng. Nhìn thấy là thấy Hùng mạnh rồi đó. Rất mạnh. Phan Minh Hùng, nghệ danh là Mạnh Hùng, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mạnh Hùng, hiện tại mình đang là sinh viên, mình 22 tuổi. Mình đến với Love House là để tìm kiếm một nửa còn lại, có thể tìm hiểu và chia sẻ với nhau và trở thành người yêu nếu ok. Ở điểm hẹn đầu tiên, thành viên thứ tư đã xuất hiện. Ok. Không nhận ra ai không? Hello bạn. Sử dụng rất là quỷ các bạn. Nguyên không? Trời. Tự tin, năng động và hài hước. Đó là phong cách của Nguyễn Duy Anh, 26 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, một anh chàng đam mê thể thao. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Anh và hiện tại mình đang là một chuyên viên tư vấn bảo hiểm của tập đoàn AAA và mình sinh năm 95, mình 26 tuổi. Cái mẫu người lý tưởng, người yêu lý tưởng của mình mà mong muốn thì mình cũng mong muốn một người mà có sở thích chung với mình là thích kinh doanh và cũng đã come out rồi. Cộng với một việc nữa là mình là một người muốn có một cái tình yêu lâu dài và xây một cái gia đình nhỏ. Nên là nếu mà ai có những cái tiêu chí giống như vậy thì mình cùng tìm hiểu nhé. Bé này hay thiệt. Hồi vô mà gặp người quen nữa chắc cười chết nha. Em đâu quen anh đâu. Hay thì chứ. Em với Phi cũng có biết nhau trước đó rồi. Thì Phi là một người rất là hoạt ngôn, vui nhộn. Nhưng mà trong đặc biệt là trong ngày hôm nay, không biết sao là Phi trái ngược với những lần mà em đã gặp trước. Phi rất là chững chạc, điềm đạm và rất chi là gentleman. Rất là đàn ông. Đúng rồi đó. Chứ vô dụng quen người chết rồi. Chị vô diễn rồi. Vậy làm gì? Vậy anh làm gì? Dạ em làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm bên AA. Với lại có làm spa nữa. Dạ. Có khi nào quen với bạn của anh không ta? Giám đốc của một công ty, một cái spa rất là lớn. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House Series Boys Love. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Nhiệm vụ, hãy đi tìm Mật Thư và thành viên còn lại của Love House. Thì trước mắt thì cứ đợi vào chương trình này là coi như là có duyên rồi, thì cứ đợi duyên tới thôi. Dạ, nhưng mà mình không tìm được nửa yêu thương, mình yêu hết 7 bạn còn lại sao? Mình yêu hết 7 bạn còn lại sao? Không kỳ nha, cũng rất xung nha. Không mà em nghĩ vậy nè. Tìm có hai ngăn thôi chứ. Giống như nào? Trong phim á, một á là ba đứa đi tìm chết chung. Còn hai gì em? Còn ba đứa túa ra đi tìm thì chết từng đứa. Thôi phim kinh dị hơi nhiều quá em. Hơi mê á. Tính của em thì thích cái kiểu gì nó cũng tập thể. Vậy mình đi chung đi ha. Hai đứa em hợp hơn. Là phải tìm Mật Thư trước đúng không? Thôi giờ mình đi vòng vòng đi. Trong khu vực này không được chia ra tìm đi nha. Ôi mới gặp nhau mà đã có nhiệm vụ xài rồi ha. Được quá vậy. Sơn ơi em mở nắp cống này lên em coi có dưới không.
Với cái thân thể của em và với của anh thì em nghĩ anh hợp lý hơn. Ôi mọi người ơi, giờ mới thấy là cái áo với lại cái bức thư của em nó rất là trùng màu đó, thì nó trùng màu đẹp á chứ. Phía dưới nắp cống có không ta? Ủa phải không trời? Ê có chữ nè, chữ nè. Có chữ nè. A đi đúng không? Đi A D bằng 3 hả? L cái là chữ L. Chữ L à. Mở bảng chữ cái lên. 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18 với 22. Không, bây giờ anh chỉ biết là xác nhận là có phải là cái tờ này nó có liên quan tới cái chương trình của mình hay không thôi. Em nghĩ hay là ai đánh rơi ở đây rồi tự nhiên mình tự em suy nghĩ là đó. Phải có chứ. Em phải nghĩ là phải có, tại vì tự nhiên một cái tờ giấy trắng anh nhìn nè, nó không có cái gì hết mà nó lại có mới đúng xé một luôn. Hàng này luôn à. Nghệ thuật sắp đặt. Nó có đúng một hàng này luôn. Mà nãy giờ mình đi qua nó nhiều lần lắm rồi. À có bút luôn, không bút luôn hả? Ờ không có đem. Có kỳ không chị, có ngờ. Chị kẻ chứng mày. Có. Có. Ừ lấy viết luôn. Chị kẻ chứng mày có nha. Từ cho em mượn. Kỳ chế này là số không mà chứ không có kỳ không, chị, không, chị, không, chị, không chị, có đốt gì hết. 3 là chữ cờ đi. Đây là bổ não cho mấy đứa mà chưa có, ăn sáng. Thì có sáng sớm nhất đầu á. Thôi mình ngồi xuống đi. Ờ. Ê ngồi chỗ mát chứ chi nắng vậy. Thôi mình lại cái ghế ngồi. Mới sáng sớm vô mà nổ não thiệt nha. Quá chú tâm vào việc giải mã, ba chàng không nhận ra còn một mật thư khác nằm trên cây. Đây mới đúng là mật thư mà chương trình đã giấu 30 phút trước. Tại điểm hẹn đầu tiên, bốn chàng trai cũng đã bắt đầu đi tìm mật thư. Tôi đảo nè. Trời ơi, trời mới sáng. Mới sáng chơi đi. Hay chưa? Hay. Yeah. Hay dở chưa? Ủa sao hay quá vậy? Mình chuyên nghiệp rồi. Wow. Dở thì kể lên. Từ từ. Oh my god. Đây, em sẽ giúp anh. Ôi, hay quá vậy. Ôi. Rất rồi. Thôi không sao đâu, vẫn đọc được. Là cái này nó một cái hay là hình như chia phe sao á, bốn người bên này xong bốn người bên kia sao anh? Team Mai Dâm Bụt. Các bạn sẽ ở chung phòng với nhau trong 2 ngày. Bây giờ mình là team Mai Dâm Bụt hả? Mai Dâm Bụt. Ok. Đúng rồi. Ủa tại sao bốn người này chung team nó phải thuộc là top? Đúng rồi. Ai là ai, ai là cái gì? cái này là một cái căn nhà A đồng với căn nhà B đúng không? Ta mình cần phải nói điều này đâu. Hả? Nói cái gì đâu bình thường. Dạ. Không, mình cứ bình không, mình cứ nói bình thường. Còn gì? Còn gì? Giới tính. Đừng giấu. Giới tính sao? Có khó khăn gì? Không nói được không ta? Không nói được không chương trình? Không nói được không? Nói nghe nè, mấy anh đang giấu mình đánh đoán không đáng. Anh đoán thử đi. Anh nghĩ đi tới đây rồi top hết. Ê, mà khoan nha. Mình đây có một cặp cặp đôi bí ẩn nữa. Không có chừng phi với Duy Anh. Ủa anh dạ. Xấu lắm hả em? Đi. Ôi. Đi. Tại nãy gì? Quen rồi. No. Oh. Kiss me. Yes, you kiss him. Oh no. Yeah. You. No. What is this show? Love House. Ooh. Yeah. Gay version. Gay? Yeah. So are you gay? No. Oh. But I sorry. Cái thằng bé này. Bà đáo để. Dạ anh hỏi quay không cái cứng họng luôn. Dạ anh về trước đi. Về trước đi em. Về anh về trước đi. Trước luôn cũng được. Ờ em về trước cũng được. They tell me. Yes. Các bạn tìm ăn của em đó. Go to home together. À đúng rồi. And wife and two children. Sao vậy? Sao nói em về trước vậy? Tìm được rồi. Em kiếm được rồi. Oh. No. Thanks. Have a good day. Ôi, tưởng nó quen anh à? Trời ơi, tự nhiên đó. Đúng là người quen. Em tưởng là người của chương trình. Cũng ngưỡng ngơ, cũng không biết nữa. Được. Sao vậy? Đi anh về sớm. Đi từ ngày đầu tiên. Thôi, em muốn ở lại. Em muốn ở lại với mấy anh. Vui muốn ở lại coi như thế nào đúng không? Để xem anh Phúc là gì. Giới tính có thay đổi theo thời gian không? Thôi, bây giờ mình đón đi. Dạ đón đi đúng không? Dạ anh đoán đi. Vâng. Dạ anh. Dạ. Vợ. Cái gì? Vâng.
Center. Còn anh đoán là cái gì? Anh thôi nha, con mắt của anh thôi nha. Nếu như mà anh giải thích thì lên phường. Nếu anh thì anh thấy là vợ. Ý anh giống như là cái kiểu được che chở. Gì hả? Nó cần được che chở. Nếu mà anh vậy sao? Không, còn có vấn đề bên trong mình không tính nha. Ấn tượng nhất là bạn Duy Anh. Tại vì cái hoạt ngôn của bạn rất là ok. Mình thích bạn đó. Theo về mặt cảm xúc thôi, bạn đó có cái cỡ người tạng cỡ mình, hợp về cái nhìn đầu tiên trước. Còn cái bên trong thì mình có thể khởi mở hơn, mình sẽ tìm hiểu bằng đó nhiều hơn. Theo anh đoán em lễ gì? Theo anh nhìn á, rành quá vậy là anh cũng biết á. Tại vậy nhìn tao cũng biết hả? Ê, nhìn mới lại là anh biết đúng không? Nói vậy là hiểu rồi đó. Em mặc cười quá đó, tới khung đèn nhìn cười cũng được. Nếu mà là em đón nha, em không có quan trọng vấn đề mà tới với boss nha. Ừ, quan trọng là có cảm xúc. Đúng rồi, quan trọng là mình có cảm xúc, mình yêu thiệt cái thôi chứ không đúng không? Sao có cần sao mấy anh hay thích đừng thích quá vậy? Vấn đề. Hay dễ thích quá vậy? Dễ thích lên phường. Thì đoạn ừ. Vậy anh nói em boss nha. Giác thì... hạt nô thôi, giác hạt nô thôi. Đâu, em không giải thích giác nô vậy chưa? Không giải thích nói cũng giống như mà nói với anh Phúc đó, giải thích thì lên phường. Thôi bây giờ mình đi tìm những thành viên còn lại nha. Rồi đi, okay. Đi thôi. Nặng quá. Đi tìm các bông hoa còn lại. Đi tìm những bông hoa cúc. Ở nhóm bên này, ba chàng trai vẫn đang loay hoay với tờ mật thư trên trời rơi xuống. Nào hay là mình đánh toilet ta? Toilet là đã để anh L nó cũng không ra. Thật ra là đầu tiên á, khi mà nhặt được cái tờ giấy đó là em đã đặt một cái câu hỏi cho hai bạn rồi, là không biết là cái tờ giấy này có thật sự là thuộc về chương trình hay không, hay là một cái tờ giấy ai đi ngang bỏ ra, tại vì nó không có một cái phạm trù nào mà mình có thể tìm ra được, ngay cả đánh chữ toilet Vini hay là tìm một cái bảng chữ cái nào đó giống như bạn Hùng tìm á thì vẫn không ra. Là em cũng đặt một câu hỏi đó hai lần và các bạn nói đây là mật thư nè. Và thì thôi ok, mình nói là mình không có kinh nghiệm trong cái việc này, để cho hai bạn cầu cơ tiếp. Em còn không biết nó ngồi cái này là vết ố hay là cái gì vậy ta? Hello mấy bạn. Hello. Đây nè, mình là team dâm bụt. Team dâm bụt. Thật bất ngờ khi Phi lại gặp thêm một người quen nữa. Nói thật mách nhỏ là anh em cũng đã biết nhau ở ngoài rồi, cũng là bạn bè ở ngoài rồi, và không ngờ gặp nhau ở trong chương trình. Gặp lại Sơn thì cảm xúc của Phi hiện tại lúc này thì là rất là vui. Tại vì hai đứa biết nhau cũng đã lâu rồi, là hai đứa cùng quê. Nhà của Sơn với nhà Phi thì cách nhau chỉ có một con sông thôi. Sơn ở bên kia sông, còn mình ở bên đây sông. Mà có ba bạn hả? Dạ, có ba bạn. Có ba bạn. Dạ. Nãy giờ ngồi đang giỏi giải toán cái đáp. Nãy giờ đang giải mật thư hả? Chương trình kêu là giải mật thư để tìm các bạn. Bên đây rất là dễ. Dễ hả? Cái này là em kiếm đó hả? Đúng dạ. Rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc là cái này là cái của chương trình đưa ra nữa. Hay là ba mình đưa ra là tờ giấy đàng hoàng. Cái xấu như vậy. Hay là ba đứa mình nhận ra. Cái miếng giấy gì xấu? Không phải là không phải đâu. Ở đâu của mấy đứa học sinh đó ông ơi. Phải không? Phải vậy. Không để chương trình cái này. Phải đưa cái tờ giấy. Cái mật thư chung đó y chi vậy nè. Không phải. Trời ơi. Trời ơi thiệt á. Mới nãy là cố gắng dồn hết tất cả nết na vô trong, chứ không thôi là thường ngày ở ngoài là xé nát cái đó không còn một mảnh giấy rồi. Tiền thủ mình có được gì không? Su nó cho em một đống đồ ăn luôn cho nên cứ tìm đi. Các anh ta tìm đi. Vậy là nhóm Hoa Dâm Bục liền tỏa ra tìm kiếm mật thư phụ các bạn nhóm còn lại. Em đang cay cái bụng giữa cái dụng thư quá nè. Cái này là hồi nãy là Sơn dắt mình nè. Sơn ơi, ban tổ chức cài em vô đúng không? No, không có nha. Em không hề biết gì nha. Tại vì nãy em lợi đó, em gặp cái con kỳ nhông, cái đầu óc em nó quảng hết rồi. Em rất là sợ những cái con gì liên quan. Không, thường yeah. Yes. Wow. Ghê thì có thấy tôi vừa đi lại, tôi thấy tôi giờ đi lại nó giật công với anh. Đúng rồi, yeah. Đúng, em thấy. Ghê thì mất tiếc cơ hội để dành về người khác rồi anh à. Ba Cúc sẽ ở chung với nhau trong 2 ngày. Rồi cái này trả cho em nè. Ủa mà tại sao ở đây mình không thấy vậy? Ủa anh, mới nãy là cái tờ giấy nằm ở đây. Đúng rồi. Em ơi, chương trình mà em. Chương trình mà. Ủa làm sao? Hai người sao quá, em đi kiếm muốn chết xong rồi cái nó không, nằm không, ở đây không, không. Không tin hai người nữa. Thấy ở đây. Mọi người đớn đau lắm mà trong khi đó mọi người biết không, Sơn Trọng với Hùng Tìm lục nguyên cái công viên gần cũng nửa tiếng đồng hồ. Người ta tới ta tìm đúng 3 phút. Chưa tới 3 phút nữa, mấy giây rồi người ta dịch cái một lòi ra cái mật thư.
ủa vậy nó đau đó, càng ngày càng đau quá thiệt. Bữa nay đúng có chưa bước vô nhà chung là thấy là ong trên đầu rồi đó, đang rất là chương trình là hơi chơi nhiều cú đau à. Má nào đi ngang thì cái kiểu này là chắc chắn với em luôn, chép đề nè, con nhỏ này nó chép đề ở đây nè, là số 3 là câu C hay gì nữa, còn gì nữa. Tức quá, ở đây có trường học bơm niêm mát cô giáo vậy. Chốt lại là 8 người hay 7 người? 7 người, 8 người. 8 người, 8 người chứ. 8 người chứ. Là một người nữa mình đi tìm hay là người đó chưa đến? Em không biết nữa. Em nghĩ chắc đi tìm. Mình phải đi tìm quá. Kệ tao đứng thứ 8 kệ. Ê, người xuất chào tao. Có khi nào thằng đứng thứ 8 trên đó không? Phải không? Chàng trai cuối cùng Lê Cao Nhật Duy, 22 tuổi, đến từ Nha Trang, Khánh Hòa, hiện đang kinh doanh online mỹ phẩm. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Cao Nhật Duy, hiện tại là mình đang sinh sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Mình sinh năm 99, 23 tuổi. Mình tham gia chương trình này với mục đích là để cho cởi mở cái mối quan hệ của mình ra hơn và có thể thời gian tìm hiểu, nếu mà gặp được cái người mà mình mong muốn thì sẽ tiến xa hơn trong chương trình này. Phúc là người mở cửa xe cho Duy, nhưng Khanh lại là người nhanh chân đến xách hành lý. Thì mình ấn tượng bạn Duy, bạn thứ nhất là bạn đến sao chưa sao nhất luôn. Rồi thứ hai là không hiểu như thế nào, nhìn vào cặp mắt của bạn có hình như là bạn có một cái tâm sự gì hay sao đó. Không rõ lắm, có một cái nỗi niềm gì á. Để cho mình, nói chung là nhìn vào lại khiến cho mình là những người muốn khai thác tìm hiểu bạn nhiều hơn. Nè khoan, cái này không phải em có ý gì nha. Con kiến nè. Chứ. Ê, có ý thiệt nha. Quên nãy giờ nha, xin thưa là em có cái roi nè. Xin thưa với bạn là nãy giờ tụi tôi đến từ 5 giờ sáng ấy, tụi tôi kiếm mật thư là phải tìm ra bạn, nhưng thực ra là bạn không tới, bạn tới trễ là sao? Là do bút xe từ sớm rồi mà do cái đoạn đường á bị kẹt. Thực ra bữa nãy em đâu thấy bút đâu, xe của chương trình sửa tới mà bút mình nào. Đúng rồi, thêm cái tội đó dối nữa nha, thêm cái tội đó dối nữa nha. Quá sơn ơi, thì cũng kẹt xe đứng đón xe chương trình tới là bị kẹt luôn. Bây giờ mình thưởng cho bạn bằng một hình phạt nào đó đi. Thưởng cho bạn một hình phạt phải không? Mà mình trong nhóm mình phạt kỳ quá. Đúng rồi. Để bên kia đi. Nhớ để bên này đi. Để bên đây đi. Ủa mà xác định đúng nhóm mình chưa? Em không biết nữa, biết sao không? Tại 8 người, bên kia có 4 người là chung một team rồi. Thôi vậy bà ông vô đây với tụi tôi luôn. Nè, Khanh. Biết sao không? Tạm Sơn. Khanh xuống đi đó. Xuống đi tiếp. Bên này thì bọn mình hợp với nhau và nhất là cho Duy nhảy sexy dance. Thôi. Có cái trò nào có đàn ông không? Với được không? Với cái cột là anh Khanh. Anh Khanh sẽ làm cột. Ai đồng ý thì vỗ tay. Sơn đồng ý thì vỗ tay Sơn. Ai đồng ý thì vỗ tay đi. Sơn không có đồng ý thì Sơn làm cái cột. Đấy là mình này. Không, em cũng làm cái cột. Ông này đu dãy cột à. Đu dãy cột à. Không biết nhảy không? Bây giờ tôi có một cái đề ý nha. Bây giờ tôi thấy anh Khanh cứ nhìn bạn Duy mà anh Khanh cười hoài nha. Ủa chứ lại khóc em. Bây giờ Duy nói, Duy nói về, Duy nói là Duy không biết nhảy đúng không? Yên tâm, Sơn là giáo viên dạy múa. Vậy thôi Sơn bị phạt thay. À đúng. Hồi nào không có. Không có dạy thôi chứ không biết. Tự nhiên mình báo lên vậy thì mình phạt thay. Đâu, mình đâu phạt thay, là mình sẽ dạy cho bạn những động tác nhẹ nhàng. Em nhảy thử đi. Thôi bây giờ thị phạm đi. Thị phạm đi, đúng rồi, nở mặt nở mày nha. Ok, kệ cho sợ gì nghệ tôi mà. Anh diện nhà, hoa dâm mục đi anh. Khanh xung quanh đây mắc cỡ là sao? Thôi cái cột khác đi Phi, anh ra đây nè Phi. Quá sao mà không muốn. Anh ra đây làm cái cột đi. Tại mình không có liên quan, bên này người ta phạt riêng mà. Phi dạng. Ủa tự nhiên mày không liên quan cái lôi anh vô vậy? Chứ còn gì nữa. Kệ Phi cao. Giờ Phi là cái cột phải không? Phi cao giống như cái cột nè. Giờ cái cột là điểm của mình tới không? Phi đứng yên coi. Trời ơi. Cột không có nói chuyện. Cái cột không có cười. Cái mặt ra kìa. Đi. Bước. Bước. Bước ra đằng trước thấy ống kính là đủ sexy chưa? Không đủ, đủ. Học trò không có chú ý kìa. Xin lỗi. Học trò không có chú ý kìa. Team bên này biểu quyết là bạn Sơn sẽ múa thay nha. Đúng rồi. Đâu có không biết gì đâu. Tự nguyện làm gì, thích đất cũng được. Thích đất đi. Mình thích đất đúng không? Mình ra đây nè. Thôi 10 cái đi. Chết rồi, nó xô ra những cái cần xô rồi. 2. Nó xô ngay cái mặt em luôn á. Nam
sáng sớm. Phải, phải, mà không sợ phải nha. Phải nha. Không phải nha. Trời ơi, đổ quét luôn kìa. Mệt vậy sao? Ok thôi, bạn thôi. Rồi. Nói chung là em cũng thay gia đình em xin lỗi mọi người bạn. Quỳ luôn á em. Nên xin lỗi quỳ luôn. Xin lỗi em. Xin lỗi mà quỳ luôn. Dạ không. Đâu anh. Đúng, trước mắt là em xin thay gia đình em và gửi gắm các anh tới những cái món ăn của con bạn em bán. Đúng rồi đó anh, Su. Su là tên, đúng, Su là tên của Su. Em cảm nhận được là chị Su chị đau ở đây nè. Kệ đi. Em làm đổ quá trời kìa. Cái bộ mặt của bà rớt dưới đất anh, đó làm sao là. Tim của em là gì? Tim hệ tâm linh. Mình tới đây mình phải cúng cúng nó. Thấy không? Bốn anh có phải đi tìm nhau không hay là bốn anh là gặp nhau trực tiếp? Tìm cực khổ lắm em ơi, quá chị cực luôn. Kể em nghe đi anh. Nào ngồi ngoài một cái xăng bóng gỗ, trời ơi. Nó nắng một cái không có cái cây để che luôn. Rồi sao nữa? Bốn thằng đi vô gặp nhau thôi. Nó cập là đứng ngoài phòng bóng rổ xong rồi rộng có hai thang. Cái cửa, hai người đi có hai cái cửa đi qua đi lại rồi sao mà gặp nhau, gặp nhau vào cái cực. Cái cực nha. Nắng cực. Ê, bảy thì trời nắng mà. Nắng thật sự trời nắng. Anh bảy chỗ nào? Ủa anh suy nghĩ sao bảy? Ờ. Anh đang nhảy số nha. Anh đang nhảy. Cực. Nãy giờ đây là sai. Nhóm Hoa Dâm Bụt tìm ra được mật thư trước nên mỗi người sẽ có quyền chọn một người trong nhóm Hoa Cúc cho buổi hẹn hò đầu tiên. Ở bển thắng bển được chọn. Đúng rồi, bển được chọn. Mình không có. Tụi em đặt đâu ngồi đó. Mình chọn người ta mà ta không đồng ý. Quê đó. Thôi bây giờ anh chọn đi, anh chọn trước cho. Đó, tụi em chọn đi. Anh chọn trước đi, anh chọn bạn của em Linh Anh. Ok. Đi. Đồng Hương đi nói chuyện, đi cà phê. Lâu lắm mà mình không đi, không anh có đẩy, tâm sự. Anh đẩy thuyền quá. Vậy đi. Kéo vào ly. Anh chọn không, đi. Không đi. Em đi qua Hồng. Qua ly của gì? Mà đi. Nghĩa là không cần nhất thiết phải đòn. Anh Khanh thì chắc là Duy rồi đó, chứ không ai khác đâu. Thấy ánh mắt của anh từ đầu. Em gả bạn em cho anh nha. Anh với em đi về. Đó, đừng mắc cỡ gì khùng quá, mắc cỡ hoài. Rồi hai mình đi bán bảo hiểm. Ủa ok anh có một option này thôi, không có option khác. Ủa vậy em là không phải là lựa chọn của anh đúng không? Không phải. Vậy thôi nói chuyện với cái cây. No, xin lỗi không phải. Ok trời, anh không nghĩ là anh quay đụng gặp em luôn á. Em cũng có nghĩ, em cũng có biết là gặp anh đâu. Trời ơi mới nãy anh em vừa đang giải cái mặt mã nó nhức đầu rồi quay qua gặp anh nữa. Rồi chương trình cũng he, có một cặp nữa mà không biết ai luôn, mà thật sự bây giờ là đón khó lắm luôn. Thì từ từ, tại vì bây giờ mình mới, cũng là mới ngày đầu tiên thôi, cũng từ chưa đón em được. Ủa anh có nghĩ ai chưa? Anh cũng có nghĩ một cặp đó, tại vì anh thấy cái cách họ trao đổi ánh mắt á, nó khác với nhiều người lắm. Anh nghĩ thử bán hoa mà đi chung với shop nước hoa thì ok không? Shop mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Ừ. Anh cũng nghĩ là cặp đó. Em cũng nghĩ cặp đó. Ừ, tại vì hai người có cái ánh mắt nó nhìn nó kiểu mà gọi là sao ta? Chiều mến nhau lắm. Còn anh gì bên kia? Dạ. Thấy chưa? Chứ hãy tâm linh mà nói. Tính ra là hai anh em mình có duyên chứ bộ. Cùng quê nè. Rồi cũng quen biết trước nữa. Cũng được ha. Cùng quê, cùng quận, cùng chương trình. Ba cái cùng mà nó nhất quá tam nha. Rồi tính ra là anh với em có duyên với bộ hồi đó. Để coi tính thôi, có khi nào cùng nắm tay về không nè. Có khi nào cùng nắm tay về không nè. Sợ nha. Ừ. Lý do tại sao em chọn, mình chọn đi với Sơn á, là tại vì Sơn mình thân với Sơn nhiều hơn. Tại vì lâu lắm mà mình với Sơn cũng không có nói chuyện, nên mà khi mà mình muốn đi riêng với Sơn để mình nói chuyện cho hai đứa hiểu nhau nhiều hơn một tí nữa. Và khi mà mình nói chuyện xong rồi thì mình cảm thấy là Sơn đã chững chạc hơn xưa, dễ thương hơn xưa, nói chuyện cũng điềm đạm và đáng yêu hơn xưa nhiều. Chứ ngày xưa Sơn nói chuyện kiểu wow lắm, có chuyện cộng lóc lắm kìa. Bữa nay cũng có khai thác được là anh Phi cùng quê với Sơn, anh Phi cùng ở cùng quận với Sơn, rồi tham gia cùng chương trình với Sơn. Nói chung là có ba cái mà hợp lý như vậy thì bắt đầu ấn tượng anh ấy trước. Sao anh tham gia chương trình này? Nói chung là cũng muốn đi tìm một nửa của mình, tại vì khá là lâu rồi anh chưa có biết vậy, nhưng bị mất cảm giác á. Mất cảm giác hả? Không phải mất cảm giác mà vậy, nhưng mình bị sợ á. Sao hả? Là mình quên luôn cảm giác quen ai đúng không? Đúng rồi.
Em muốn thở đi thử như thế nào. Còn em thì sao? Em thì muốn giao tiếp với lại tiếp cận với trong cái giới mình nhiều hơn. Do xưa giờ ở quê thì em ít va chạm vô cái giới này nhiều nên em cũng không có biết rõ về nhiều, cũng chưa quen ai hay gì hết. Anh nghĩ là nếu mà em muốn thì em vào đây cũng sẽ rất là nhiều mối quan hệ luôn. Thì em là quan trọng tìm mối quan hệ bạn bè, hoặc là nếu hợp thì hơn. Nói chung là phải từ từ mới biết được. Do khi mà quen hay là quyết định cái việc gì đó còn phải hiểu thời gian nữa chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Đúng rồi, một tuần cũng không đủ. Đúng rồi. Cũng khi nói chuyện thì được một chút thôi, mình cũng chưa hiểu rõ gì lắm về về Duy, nhưng mà thấy cảm thấy bạn hiền, thật thà. Nhưng mà có nhiều cái thì còn hơi thắc mắc, chưa được rõ lắm. Em nhận thấy Duy ở trong cuộc nói chuyện nó hình như là còn nhiều vấn đề chưa thể thẳng thắn nói rõ được với nhau. Bạn còn nhiều cái ngại hay sao, như là mới thì chưa mới tiếp xúc, chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, chưa có thân á, hình như bạn chưa được cởi mở lắm. Ngồi đâu mát nha. Ngồi đây đi cho nó bụi đời nha. Em cũng thích ngồi cà phê lề đường vậy nè. Anh nhiêu tuổi? Anh này anh già rồi đấy. Hồi nãy anh nói anh 88 á. Thì là anh 34. 33 tuổi. Ba là lớn hơn em 11. Em 99 đúng không? Đúng rồi, kêu bằng chú. Bằng nha em gái. À, thích kêu bằng chú đi. Chú. Ok. Như này. Nhiều lúc cái cảm xúc á, nó không có nói về cái tuổi nha. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Nó nói về cái cảm xúc với nhau thôi. Đúng rồi. Chứ không nói về cái tuổi. Nhưng mà em nghĩ anh thì gu mọi nhà đó. Ừ. Kiểu lớn cái là hiện tại bây giờ nha, với trẻ bây giờ. Cái trend. Ừ đúng rồi, cái xu hướng á là anh đang gu mọi nhà đó. Nói vậy yêu nhiều chưa? Yêu nhiều chưa hả? Ừ. Người ta nó không yêu thì cũng đúng đúng không? Đúng rồi. Yêu nhiều rồi nhưng mà anh không phải cái tiếp người mà ai cũng yêu. Là sao? Ta nói giống như ta nói vậy nè. À, tình yêu đâu phải con đò đúng không? Bến nào cũng đổ, người nào cũng yêu. À. Đúng không? Đụng người thì mình yêu thôi. Có gặp anh Phúc và nói chuyện nhiều hơn tất cả các thành viên còn lại thì bày tỏ quan điểm này nọ cái kiểu luôn, và hiểu về anh Phúc thì hiểu nhiều hơn 6 bạn còn lại. Dạ, thấy chồng rồi ở trên chương trình Come Out. Một buổi tối nào em đang nằm trong nhà thì em cũng nhận một cái dòng tin nhắn. Tôi đi ngang khúc nhà của mấy người cắt nước, tôi không dám ghé lại uống nước. Ở trong đồng, trong ruộng nước dơ không à. Ở trong đồng, trong ruộng nước dơ không à. Cảm giác như thế nào? Thôi đi xem. Cũng như đồng cảm hay là... hay là thằng này nói chuyện gì đó, tôi thấy nó không có hợp lý gì hết, không logic gì hết. Hay là thấy bình thường hay như thế nào? Nhưng mà nó thật lòng nha. Cứ nói thật lòng chứ. Thấy thương tội tội. Thôi thương thôi đừng tội nha. Thì đó thì vậy mới kêu là sợ cảm giác mà thương hại lắm. Không phải là thương hại mà giống như kiểu là mình thấy thương bạn đó vậy. Hoàn cảnh bạn đúng không? Thương. Đúng rồi thương. Nên sao bạn đó kiểu ngây thơ. Kiểu ngây thơ vậy. Ừ. Rồi hiền quá vậy. Thì vậy thôi, với lại ngoại hình cũng dễ thương nữa. Ok cái này thì duyệt nha. Duyệt quá. Thật ra tại vì mình suy nghĩ thì mấy cái chuyện đó mình chưa từng kể với ai hết. Mình lên được chương trình mình kể ra thì mình thấy thoải mái. Thật ra bây giờ khi mà mình tham gia cái chương trình này á, không phải là mình xác định là vô đây mình chắc chắn mình sẽ rước được về một người yêu. Nhưng mà kiểu như là mình thấy mình có một cơ hội để mình mở lòng. Chính xác. À. Thì Duy cũng mở lòng mà. Chứ mấy năm, thật sự là mấy năm rồi, nhưng không có khó bắt đầu một cái mối quan hệ về tình cảm với người nào hết. Thì bây giờ cứ mở lòng đi, cứ... Đang mở lòng toạt ra luôn nè. Đang đúng không? Ghê quá vậy. Sợ mấy bạn kia nghi ngờ là mình là cặp đôi bí ẩn thôi. Ủa tự nhiên đâu có ai hỏi đâu, phải chứng minh. Anh chung nghề với anh này, chung công ty. Ủa? Chắc sao chung công ty mà ủa với nhau vậy? Nó có nhiều cái húp lắm. Tôi với anh này không phải là cặp đôi bí ẩn nha. Không hề luôn á, nhột á. Nhột hay vậy? Không, mình phải nói trước. Sợ gì hả? Sợ mọi người biết mình có người yêu rồi, không có cơ hội nữa hả? Mình phải nói trước. Thì mọi người mà nghĩ mình là cặp đôi bí ẩn cũng tốt. Sao vậy? Được dịp mình làm cặp đôi luôn. Được dịp mình làm cặp đôi luôn. Wow. Why not đúng không? Cái gu của Duy Anh là như thế nào? Da trắng mặt xinh. Trung tình dễ bảo.
về ngoại hình nó có nhiều thứ đúng không, để mình có thể quen, tìm hiểu, yêu nhau. Nhưng mà về ngoại hình thì anh hay ấn tượng với bạn nào mà da trắng, mặt kiểu xinh xinh, dễ thương? Thì anh không, thì anh thích và bị ấn tượng với những bạn nào mà mặt tự nhiên, dễ thương. Mặt tự nhiên, mình hoặc là sữa nhưng mà vẫn kiểu nó tự nhiên á. Thì không, nhưng mà cái này tự nhiên nha. Mình chỉ cho nó vô ngoặc 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 kép để mình nhớ dễ nhớ sao thôi vậy? Để cuối chương trình là... mà ví dụ có kiếm bạn nào mà không tự nhiên đi thì... làm quay lại cái mình quay lại câu chuyện này nha, là tự vẽ mặt mình đúng không? Rồi, nhớ giùm tôi nha. Nhưng mình đang có một cái sự cảm mến với cái cuộc nói chuyện đầu tiên với lại bạn Duy Anh. Thì đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình. Tại vì mình thấy ở bạn có cái sự chín chắn. Bề ngoài thì các bạn cũng có hơi ngông ngông tí xíu, nhưng mà ở bên trong thì bạn cũng có một cái sự chín chắn nhất định, làm cho mình cũng thấy an toàn khi ở bên bạn. Từng những cái cử chỉ nhỏ nhỏ mình cảm thấy mình thích vậy thôi. Mình thấy Trọng rất là thật thà luôn. Và bạn ấy rất là hiền, có một cái sự chân thành. Thì và ngoài hình bạn ấy rất là dễ thương, cách nói chuyện cũng rất là biết cách nói chuyện, giao tiếp, quan tâm đến người khác. Tám thành viên đã tập trung đầy đủ và giờ đây họ sẽ được đưa về ngôi nhà chung, bắt đầu chuỗi ngày chung sống trong Boys Love series đầu tiên. Dễ thương nha. Trân thì ấn tượng nhất với Phi đang dành cảm xúc ban đầu cho Duy. Duy Anh và Trọng đều dành ấn tượng ban đầu cho nhau. Hùng thì đang dành tình cảm cho Phúc, nhưng Phúc lại ấn tượng nhất với Duy Anh. Chỉ mới buổi gặp gỡ đầu tiên mà các thành viên đã thể hiện rất nhiều tình cảm cho nhau. Và những ngày sắp tới, câu chuyện sẽ còn đi đến đâu? Mời các bạn đón xem tập 2. Sẽ không lặng theo gió bay về trời, không để em một mình rằng người nơi đó. Chúng